齐回来乐透半天，大地半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，人你出发好每一天。Mặc dù là kiểm tra phụ khoa định kỳ, nhưng mà mỗi lần lấy kết quả, tâm trạng đều cảm thấy hồi hộp. Sư mẫu à, mỗi năm đều có kiểm tra, chắc là không vấn đề gì đâu. Tôi còn trẻ thì càng không cần phải lo. Lần này là vì đi chung hai người có ưu đãi, nên cô mới đi cùng tôi tới đây kiểm tra. Nhưng sau này cô không được sơ suất như vậy đâu. Tại tôi cứ nghĩ tôi vẫn còn con gái. Cũng chính vì cô vẫn là con gái mới cần chuẩn bị mọi thứ trước. Cũng giống như cây đàn tranh ở nhà tôi vậy, phải thường xuyên lấy nó ra để chỉnh lại hợp âm, lau sạch sẽ, không thể để nó bị phủ bụi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì phiền phức lắm. Bích Gia nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của sư mẫu. Hà Dương nghi gì Bích Gia? Có. Cô Diệp, theo như kết quả xét nghiệm máu của lần trước, hiển thị chỉ số AMS của cô là 0,7. Nếu chỉ số thấp vậy, chắc là rất khỏe mạnh phải không? Nè, chỉ số đó đánh giá dự trữ buồng trứng. Bình thường mà nói, chỉ số đó sẽ theo độ tuổi tăng dần của chúng ta mà suy giảm. Nói cách khác, có nghĩa là tuổi tác chúng ta càng lớn, thì lượng dự trữ sẽ càng thấp. Tôi chỉ có 0,7, có nghĩa là gì? Thật ra, nếu như chỉ số trên 2, thì cơ hội sinh con của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Nếu như chỉ số dưới 1, có nghĩa là lượng dự trữ đó đã đạt đến một mức hạn rất thấp, thì sẽ rất khó để mang thai. Nghĩa là dịp Bích Gia không thể mang thai sao? Tôi xin lỗi, tôi đã lỡ lời. Tại sao lại như vậy? Tôi vẫn chưa tới 40. Nè, tuy nói chỉ số có liên quan tới tuổi tác, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Giống như cô Hà đây, chỉ số của cô là 1,8, tuổi của buồng trứng ở tầm khoảng 40 tuổi. Vậy còn buồng trứng của tôi là bao nhiêu tuổi? Đã hơn 50 tuổi rồi. Hơn 50? Nhưng mà tôi và sư mẫu chênh nhau 20 tuổi, tuổi buồng trứng của chúng tôi có phải đảo lộn rồi không? Bác sĩ à, con người tôi ngày thường rất chú trọng bản thân. Trước giờ tôi đều không mặc váy ngắn, tôi sợ đầu gối mình hơi lạnh. Còn nữa, tôi không sử dụng máy lạnh, sợ máy gió độc sẽ ngấm vào cơ thể mình. Còn nữa, tôi không uống đồ lạnh, tôi sợ hơi lạnh. Thói quen sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà những gì lúc nãy cô nói, ở góc độ của Tây Y chúng tôi thì hoàn toàn không có căn cứ. Hơn nữa còn một chuyện, đó là chúng tôi phát hiện cô bị dịch chuyển nội mạc tử cung, thường được gọi là u nang sô-cô-la, cho nên cũng có khả năng ảnh hưởng tới buồng trứng. Ở đâu vậy? Hả? Tôi đâu có thấy nó. Có phải ngay cả thị lực của tôi cũng bị suy giảm không bác sĩ? Bác sĩ, cô cần cắt bỏ không? Hả? Thật ra thì bây giờ đường kính của nó nhỏ hơn 3 cm, không nghiêm trọng lắm đâu. Tạm thời không cần phẫu thuật. Hơn nữa có mấy bệnh nhân trước đó, trong thời kỳ họ mang thai, u nang sô cô la đó sẽ càng ngày càng nhỏ, thậm chí là biến mất đi. Mang thai? Vậy ý của cô nói nghĩa là nếu như tôi mang thai liền thì khối u sẽ biến mất hả? Nếu như cô có suy nghĩ tới việc muốn sinh con, đương nhiên bây giờ phải gấp rút tiến hành ngay. Mặc dù bây giờ cơ hội mang thai của cô là rất thấp, nhưng cũng không phải không được. Nhưng nếu như cô cứ kéo dài như vậy thì sẽ rất khó để mang thai. Chỉ số AMS là gì? Tôi chưa từng nghe qua. Thì ra nó nghiêm trọng như vậy sao? Dù gì cũng có ưu đãi dành cho hai người, hay là chúng ta cùng đi xét nghiệm thử. Ơi, cô và chú không phải trước thế giới của hai người tự do tự tại sao? Cô cũng đâu có dự định sinh em bé. Una sô-cô-la không phải là chuyện đùa, kiểm tra kỹ sẽ tốt hơn. Trước đó tôi cắt bỏ xong, cô phải thường xuyên kiểm tra. Cũng may lần này tôi có đi xét nghiệm. Cô xét nghiệm ra có una sô-cô-la mà còn cười được. Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ nguyên đêm. Nếu như tình trạng buồng trứng của tôi không thể thay đổi được, khối u dù không muốn cũng đã có, thà biết sớm hơn sẽ tốt hơn là biết trễ. Suy nghĩ tích cực, giỏi đó. Giỏi, một cách không giống như dịp Bích Gia mà ngày thường chúng ta quen. Cô nói, có phải cô có suy nghĩ gì không thể nói cho người ta không? Cô Mary, cô đúng là hiểu rõ con người tôi. Bây giờ tôi có khối u sô-cô-la này thì sẽ có lý do. Nói không chừng tôi có thể được gả đi sớm hơn. Cô đang muốn xong hỉ sao? Nhưng mà Trần Mặc Sắc không có mê tín, chưa chắc sẽ chịu cách này. Bác sĩ nói với tôi bây giờ khối u đó tuy không lớn nhưng mà sau này sẽ rất khó nói. Cho nên tôi phải gấp rút mang thai.
khối u đó sẽ có khả năng thu nhỏ lại, thậm chí là biến mất. Cô đúng là rất xảo quyệt nha. Nhưng mà lần trước sau khi hai người đi cắm trại xong, không phải đã quyết định theo kế hoạch của ảnh từng bước một sao? Ảnh cũng nói yêu đương không dược lễ giáo. Bây giờ anh ấy cũng đã ôm hôn tôi thắm thiết rồi. Coi cổ kìa. Như vậy chứng tỏ tôi có đủ sức hấp dẫn, có thể làm cho anh ấy nhảy bước. Quả thật bây giờ là một cơ hội cực kỳ tốt. Thật là chị em, đừng nói tôi không nhắc mấy cô trước. Để dành ba lì xì trước. Chính xác. Chúc tôi mà đáo thành công, chị em tốt. Cảm ơn. Sô-cô-la, em đâu có gọi. Lúc này em chưa tới, lành gọi giúp em. Không phải em trước giờ đều rất thích uống sô-cô-la hay sao? Em không dám uống quá nhiều, em sợ càng uống sẽ càng lớn. Cái gì càng uống càng lớn chứ? Gần đây em đã đi khám phụ khoa, bác sĩ đã kiểm tra được trong tử cung của em có rất nhiều khối u sô-cô-la nhỏ li ti. Vậy bác sĩ có nói với em là có cách nào giải quyết được hay không vậy? Không phải là không có cách, nhưng mà nó sẽ đảo lộn kế hoạch của chúng ta. Làm ơn. Anh muốn làm gì? Anh nghĩ phải hủy bỏ combo món đạo đức, đổi thành combo dưỡng cung mới được. Bộ có combo như vậy sao? Em yên tâm đi, mặc dù hôm nay anh định ăn combo món đạo đức, nhưng mà cũng không sao hết, anh để lần sau ăn vậy. Điều em đang nói không phải kế hoạch của hôm nay, điều em đang nói là kế hoạch tương lai của chúng ta. Bác sĩ đã nói với em, mấy khối u sô-cô-la đó sẽ ảnh hưởng tới việc mang thai. Anh cũng biết tuổi tác của chúng ta không còn nhỏ, tốt nhất phải kết hôn sinh con sớm. Chỉ vì khối u, chúng ta phải kết hôn sớm hơn, không phải em nên điều dưỡng lại sức khỏe của mình trước hay sao? Wow, bác sĩ còn nói, nếu như em có thể mang thai thành công, mấy khối u sô-cô-la đó không cần làm phẫu thuật, không cần uống thuốc cũng sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng anh nghe nói sau khi sinh con xong sẽ có khả năng bị tái phát, thôi thì điều dưỡng trước rồi tính bước tiếp theo vậy. Được, dưỡng cung. Dưỡng cung. Dùng bữa đi. Cảm ơn. Sư mẫu kêu con tới không biết có chuyện gì, không lẽ hiệu trưởng Đàm có việc tìm con sao? Cô nhìn hai ông bà bên kia đi. Hai người già đó chắc chắn tới đây đón cháu tan học, quả thật rất có phúc đó. Má ơi, má ơi. Ý, thì ra là con gái của hai người họ sao? Nên mới nói muốn sinh con thì phải nhân lúc còn trẻ. Sư mẫu hãy cứ yên tâm điều đó, con và Bích Gia tuyệt đối sẽ không giống như hai người họ. Đợi 20 năm sau mới kết hôn sinh con. Tụi con đã có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hết cả rồi. Ba ơi, con muốn ảnh. Được rồi. Anh này cẩn thận, ông có sao hay không? Cảm ơn hai người nhiều. Không cần khách sáo. Lưng của bà hơi bị đau nên cô hãy tự mình đi đi ha. Ngoan. Cẩn thận đó. Cô hãy xem, thân là ba mẹ, sinh con gái xong cũng không ẵm được, cảm thấy bất lực. Quả thực tình trạng sức khỏe của Diệp Bích Gia sinh càng sớm càng tốt. Tôi mong cậu có thể cân nhắc lại. Cậu vẫn còn đắn đo. Không phải sư mẫu, nhưng mà căn nhà hiện tại của con đang cho người ta thuê, vẫn còn kỳ hạn nửa năm, nên chắc phải đợi đến mãn kỳ hạn thuê lấy lại căn nhà mới có thể chuẩn bị cho bước tiếp theo được. An cư lạc nghiệp quả thực rất quan trọng. Vậy thì định kế hoạch nửa năm sau đi. Trí nhớ của bà nội anh sao rồi? Trần Tiểu Quyên, sư mẫu hỏi quá hay, rốt cuộc anh vẫn còn đắn đo điều gì chứ? Này Cung Diệp à, bộ anh định cầu hôn với Mary thật hay sao? Ê, đâu nhất thiết cầu hôn mới được tặng nhẫn hột xoàn. Vậy anh có kế hoạch gì không? Lãng tử như tôi đây, kết hôn đâu phải chỉ nói đến kế hoạch, mà nói tới cảm giác. Cảm giác, không lẽ anh cảm nhận được sẽ kết hôn nhanh với Mary à? Đâu thể nói trước được. Vậy làm sao mới có được cảm giác vậy? Trời mà sắc, trước giờ anh quang minh chính đại, không ngờ lại đi nghe lén, thất lễ rồi. Xin hãy chỉ giáo thêm. Đừng nói là tôi không dạy anh, thật ra rất đơn giản. Nó chỉ đơn thuần là bản năng săn mồi cơ bản của đàn ông thôi. Chỉ cần người phụ nữ ở trước mặt anh có thể làm cho anh cảm thấy tâm động, khi đó tự nhiên sẽ nảy sinh sự xúc động muốn cưới quế về nhà, biến quế trở thành người phụ nữ của mình. Tâm động. Tại sao trước giờ tôi không có cái phản ứng như mọi người nói vậy? Anh đối với Rebecca không có phản ứng. Đối mặt với đối thủ như vậy, tôi mạnh miệng tuyên bố, cho dù một người đàn ông ưu tú nhất cũng không có phản ứng. Này không phản ứng thì tự mình thêm chút tưởng tượng đi. Chụp ảnh nghệ thuật, không được. Không phải, bạn gái anh và Kawagawa Nakako cũng đều đeo kính cận, nhưng cảm giác đem lại thì chênh lệch quá lớn. Anh cho cô ta học cách ăn diện của người ta trước đi.
Còn không thì anh dẫn cô ấy đi dạo bãi biển, tạo kiểu nến thành hình trái tim, trao cho nhau ánh nhìn đối phương, nói không chừng sẽ có được cảm giác tâm động đó. Cách của Cung Diệp đúng là sến quá sến đó. Gì chứ, tôi căn cứ theo trình độ của Trần Mặt Sắt để chỉ dạy à. Thế sao? À. Có phải anh cảm thấy em ở những nơi công cộng như vậy để lộ cánh tay bại hoại phong tục không? À, không phải, đi chung với anh lâu lâu diễn nó cũng không sao. Ý anh là chỉ để lộ cho anh xem? À, không có, chỉ mặc nó cho anh xem. Hèn gì hôm nay anh lại dẫn em tới đây để chọn quần áo. À, nhưng mà anh cảm thấy bộ đồ này không hợp với em cho lắm, hay là em thử bộ khác đi? Được. Sao rồi? Có phải anh cảm thấy màu sắc này quá nổi không? Có màu sắc khác để chọn đó. Bỏ đi, không cần thử nữa. Lừa cả tiếng đồng hồ không hợp bộ nào sao? Có phải anh cảm thấy em gần đây ăn quá nhiều combo dưỡng cung nên đã mập ra? À, không liên quan. Có thể do anh nhìn không quen em ăn mặc kiểu như vậy. Anh sợ em bị nhìn thiệt sao? Ờ, không sao đâu. Sau này đóng hết cửa phòng, em mặc cho anh xem. À, tại sao thay nhiều bộ đồ vậy rồi mà một chút cảm giác tâm động cũng không có? Chắc do chỗ này không đủ không khí rồi. Anh dẫn mình chọn áo xong, sau đó đi hóng gió. Bây giờ còn tới luôn bãi biển lãng mạn. Chắc chắn là sư mẫu sau khi tìm anh ấy nói chuyện làm ảnh tỉnh ngộ. Nửa năm cũng không đợi được nên định cầu hôn sớm với mình chăng? Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống trước? Ờ. Trần Mặt Sắt đúng là định cầu hôn với mình rồi. Em hãy cho anh thêm một chút thời gian đi. Cứ từ từ. Dịch Bích Gia, Trần Mặt Sắt tốn nhiều công sức, lát nữa còn nhớ phải giả vờ ngạc nhiên. Xong hết rồi. Tại sao anh vẫn chưa lên tiếng? Hãy mau nói đi, người ta đợi đến nóng cả ruột rồi. Cái gì cũng làm đủ hết, tại sao mình vẫn không có cảm giác tâm động vậy? Mình chưa thấy qua khuôn mặt cô ấy không đeo kính. Tới đi Trần Mặt Sắt, em đã sẵn sàng. Tại sao áp sát như vậy rồi một chút cảm giác cũng không có? Sao lâu rồi mà vẫn chưa hôn? Ôi, mình bắt đầu nóng hết cả người. Không lẽ phải đợi như củi khô gặp lửa? Hay là gần đây mình ăn nhiều đồ bổ quá nên thiêu huyết lưu thông quá mức? Em có ngửi được mùi gì không? Có mùi hơi lạ đó. Cái mùi giống như đốt cháy thứ gì đó. Chắc có thể cho em nhiệt tình như lửa cháy thôi. Không phải, chỗ đó đang cháy kìa. Chị Tích Ca, không cần sợ, có sao không? Anh nói đi. Wow, có thật không vậy? Sao Trần Mặt Sắt lại bày ra nhiều trò như vậy chứ? Thì đó, con người anh ta trước giờ đều rất là lạnh lùng. Bị cô châm lửa như vậy, không đúng là đốt cháy. Cô giỏi thì. Trời ơi, thấy ghét à. Anh ấy làm cho mặt tôi dính toàn là cát, còn cười cô nữa. Không phải là cười cô, chỉ thấy cô và Trần Mặt Sắt tiến triển nhanh như vậy, thay cô vui mừng thôi. Mọi người nói lúc anh ấy dập tắt ngọn lửa, có phải dập tắt luôn cả quyết tâm cầu hôn của tôi không? Wow, cầu hôn chuyện lớn như vậy, ngọn lửa có dễ dập tắt vậy không? Có thể lúc đó anh ta bị ngọn lửa làm phân tâm sự chú ý thôi. Hả? Nhưng mà Trần Mặt Sắt là một người nếu đã không làm thì thôi, mà làm thì sẽ làm cho tới cùng. Nghĩa là sao? Cô cảm thấy ảnh không có ý muốn cầu hôn tôi? Không phải, có thể ảnh cảm thấy bị ngọn lửa phá hỏng không khí, không đủ hoàn hảo. Chắc nghĩ thêm một cách nào khác tốt hơn rồi cầu hôn lần nữa với cô. Vậy cũng phải. Rồi, thắp nến ở bãi biển, cách này sến vậy? Tôi nghĩ hả, chắc chắn là Cung Diệp sẽ không dùng mấy cách sến như vậy đâu. Nhưng mà đối với Trần Mặt Sắt mà nói, có thể đã phá kỷ lục siêu nét thế giới rồi. Chắc anh ta đã suy nghĩ hết mấy đêm liền. Nhưng mà trước đó tôi có một người bạn, cô ấy chia bạn trai mình cầu hôn trong nhà, không có thành ý. Kêu ảnh giờ lại cầu hôn, ai ngờ đợi năm này đến năm kia, kết quả là chia tay. Nè, đừng nói mấy chuyện xui xẻo nha. Thì hai chữ thành ý nó rất trừu tượng mà, làm sao mới gọi là đủ chứ?
Nếu như ngay cả chúng ta cũng không thể trả lời, thì với người đàn ông không biết chút lãng mạn gì như Trừng Mặt Sắt sao có thể trả lời? Tôi không cần lãng mạn, chỉ cần ảnh chịu mở miệng. Dù không có nhẫn tôi vẫn đồng ý. Thôi thì cô dứt khoát mua luôn giường đôi, mua luôn cái nhẫn giúp anh ta đeo luôn đi. Có thể suy nghĩ. Nè, bộ cô nói thật sao? Cô là con gái hãy giữ lại chút tự trọng đi. Thì đó, nếu cô mua luôn nhẫn, rốt cuộc là ảnh gả hay là cô gả đây? Diệp Bích Gia tôi chính là muốn ép ảnh lấy tôi. Anh xem đi. Trời, mấy cái nhẫn đẹp quá. Chúng ta có hẹn đến bác sĩ Chung đúng giờ lên Đức Tiến Tốn đó. Vẫn còn 15 phút mà, mình xem trước đi. Cái nhẫn này là kiểu dáng mới ra của quý này đó. Hay mình vào trong mua đi. Em xem một lần là mua nó sao? Nếu như đã chọn đúng rồi thì nên mua nó liền. Anh xem, đeo nó vào tay càng đẹp hơn. Anh cũng đeo thử đi. Anh cũng phải đeo hả? Đúng rồi, mua hai cái giảm 20%. Anh xem, rất hợp đó. Cặp nhẫn của chúng tôi toàn bộ đều được bảo hành trọn đời, đảm bảo sẽ giống như hôn nhân của hai người vậy, luôn mới theo thời gian. Thì ra nó là cặp nhẫn cưới. Em cũng vừa mới biết thôi. Trầm Mặt Sát, không cần nữa. Trầm Mặt Sát, đợi em với. Chuyện đám cưới không phải chúng ta bàn bạc xong hết rồi hay sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy? Thật ra em cũng đã chiều anh hết rồi. Em cũng đã tìm bác sĩ Chung, người đã giúp mẫu thân của anh khám bệnh, đang tích cực điều dưỡng lại sức khỏe của bản thân. Mọi người còn nói khí huyết của em đã cải thiện rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Nếu vậy thì càng phải tiếp tục điều dưỡng thêm mới được. Tại sao lại không thể cùng lúc tiến hành? Giống như căn nhà của anh nói muốn đợi đến mãn kỳ hạn thuê lấy lại căn nhà mới cân nhắc việc kết hôn. Thật ra chúng ta có thể tìm một nơi nào đó thuê ngắn hạn nửa năm. Muốn tìm một nơi cư trú thích hợp lại phải gần chỗ của mẫu thân anh, mà còn là thuê ngắn hạn nửa năm nữa, quả thật khó càng thêm khó. Thì ra anh lo mẫu thân đại nhân của anh không ai chăm sóc. Phải rồi, nửa năm sẽ qua nhanh thôi, có đúng không? Ừ, đúng rồi, chúng ta có thể đợi thêm nửa năm. Ừ. Thật ra kế hoạch ép gả của cô đã thất bại rồi, tại sao còn phải xem nhà nữa? Trước đó là do tôi sơ suất. Tôi đã không biết thì ra Trần Mạng Sát là vì mẫu thân đại nhân của mình, cho nên mới không muốn kết hôn sớm với tôi. Thì ra ban đầu lúc Trần Mạng Sát mua căn nhà thứ hai, ảnh cố tình mua gần nơi ở hiện nay của mình, để sau này khi anh ấy kết hôn, dù không có sống chung cũng có thể tiếp tục chăm sóc cho mẫu thân đại nhân. Anh ấy muốn đợi căn nhà đó mãn kỳ hạn thuê rồi mới quyết định đến chuyện kết hôn. Vậy thì cô hãy đợi, chỉ đợi nửa năm thôi. Tôi thì đợi được, nhưng còn buồng trứng và khối u của tôi thì không đợi được. Tôi biết được phòng thuê của Trần Mặt Sắt ở gần khu vực này thôi, nên tôi mới định tìm một chỗ nào đó gần đây cư trú tạm thời. Đợi căn nhà ảnh mãn kỳ hạn thuê, tôi sẽ lập tức kêu ảnh tân trang, rồi sau đó dọn qua đó ở cũng sẽ nhanh hơn. Ai, cô gấp gáp đến nỗi cái gì cũng nghĩ sẵn hết rồi. Vào trong đi. Hai vị, không biết giúp được gì, mời ngồi. Muốn mua nhà hay là tìm thuê nhà? Tôi muốn tìm một chỗ thuê ngắn hạn, có thể lập tức dọn vào đó ở. Mấy loại thuê ngắn hạn này không phải lúc nào cũng có đâu. Cô có yêu cầu gì không? Cũng không có gì. Nhưng mà tôi mong đó là hai người một thang máy, bởi vì ông xã tương lai của tôi không thích giao tiếp lắm. Còn nữa, các thiết bị phòng tập thể dục nhất định phải đầy đủ, bởi vì ông xã tương lai của tôi rất thích tập thể dục. Còn nữa, tôi muốn nhà kế bên là đàn ông và không biết nấu cơm. Tại sao? Mắt công ảnh ngửi được mùi gạo thơm ở kế bên. Đã hiểu rõ yêu cầu của cô rồi. Cho tôi chút thời gian đi, tôi sẽ tìm dùm cô. Cảm ơn. Nè, cái gì cô cũng nghĩ hết cho Trần Mặt Sắt. Cô có từng nghĩ cho bản thân mình cần gì không? Anh ấy vui thì tôi sẽ vui. Mặc dù cô ép gã như vậy giống như là lừa Trần Mặt Sắt lên tàu cướp biển, nhưng mà tôi tin cô chắc chắn sẽ là một người vợ tốt. 7B số 108. Nếu như anh coi qua không có vấn đề thì có thể ký tên vào hai bản hợp đồng thuê nhà này. Ngàn vàng khó mua chủ thuê tốt. Anh Trần có nói tiền thuê có thể thương lượng, có thể giảm thêm 2.000 đô. Nói chung anh tiếp tục thuê là được rồi. Cha, giảm 2.000 đô sao tốt quá vậy? Sao lại có chủ thuê tốt như vậy? 7B số 108. Địa chỉ nghe quen quen. Xin hỏi anh Trần chủ thuê mà lúc nãy anh vừa nói có phải tên là Trần Tiểu Nguyên không? Đúng rồi, bộ cô quen với chủ thuê hả? Trần Mặt Sắt thà giảm 2.000 đô cũng muốn tiếp tục cho thuê. Vậy rõ ràng anh ta muốn kéo dài, tạm thời không muốn kết hôn với cô. Đồ tội Trần Mặt Sắt, không ngờ gắt mình. Em gọi anh gấp như vậy, kêu lên sân thượng để làm gì chứ?
Em có chuyện muốn nói với anh. Hay là chờ tan ca rồi mới nói, anh còn phải tuần tra nữa. Anh còn muốn em đợi bao lâu? Em không đợi được nữa. Hả? Cách thời gian tan ca chỉ còn nửa tiếng đồng hồ thôi à. Không phải em nói cái này. Tại sao đột nhiên lại nổi trận lôi đình vậy? Trần Tiểu Quyên, đừng dòng dõi Tam Quốc nữa. Anh hãy thành thật trả lời em, có phải anh cố ý kéo dài không muốn kết hôn với em? Tại sao đột nhiên em lại hỏi vậy chứ? Anh nói phải đợi nửa năm sau khi mãn hạn kỳ thuê mới kết hôn. Còn nói em phải tiếp tục khám bác sĩ chung để điều dưỡng sức khỏe, phải ăn những món dưỡng cung. Thì ra toàn bộ điều là giả. Em đang nói gì vậy? Anh tìm người quản lý địa ốc để gia hạn trước cho người thuê nhà, còn chủ động giảm 2.000 tiền thuê. Có phải anh không muốn kết hôn với em? Không phải, anh... Từ trước tới giờ, Mary và bọn họ đều khuyên em đừng gấp gáp. Bộ anh tưởng em muốn biến bản thân mình thấp hèn sao? Em tưởng con người anh thụ động, thì ra từ trước tới giờ đều do một mình em suy nghĩ đơn phương. Thật ra anh thật sự chưa sẵn sàng để kết hôn sớm như vậy. Nếu được thì hãy cho mọi người thêm một chút thời gian, còn không thì... Anh đừng nói nữa. Em đã hiểu. Được, vậy thì đừng kết hôn. Mặc cho tử cung của em, mặc cho buồng trứng của em biến thành 60 tuổi, mặc cho khối u sô cô la của em mọc đầy hết tử cung luôn đi. Anh xin lỗi, anh không phải là không muốn kết hôn với em, nhưng mà anh đã cố gắng hết sức để thử rất nhiều lần. Đối mặt với em quả thật là một chút cảm giác tâm động cũng không có.